Điểm tham quan đầu tiên sau khi đi qua cổng tam quan bằng một cái kiến trúc gỗ rất độc đáo thì quý vị sẽ đến với những quả đại hồng chung lớn nhất ở Việt Nam. Bây giờ thì mời quý vị đến cuối tháp chuông để mình ngắm nhìn cái cảnh